Tại Hà Nội, vụ thị trường châu Á, châu Phi Bộ Công Thương phối hợp với Sở Thương mại Quảng Tây Trung Quốc tổ chức hội nghị giao thương hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc Quảng Tây Việt Nam. Có gần 100 doanh nghiệp từ Quảng Tây và Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng và quản lý khu công nghiệp, sản xuất máy móc công trình, sản xuất và kinh doanh ô tô, xuất nhập khẩu nông sản tham gia hội nghị giao thương này. Trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong giao lưu hữu nghị và hợp tác kinh tế thương mại. Việt Nam đã duy trì vị thế là nước đối tác thương mại lớn nhất của tỉnh Quảng Tây trong 23 năm liên tiếp, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 200 tỷ nhân dân tệ. Có hơn 180 doanh nghiệp Quảng Tây đầu tư tại Việt Nam và 57 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Quảng Tây. Tại hội nghị giao thương đã có 8 hạng mục hợp tác kinh tế thương mại được ký kết. Đây là hội nghị giao thương nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình kết nối hợp tác với những đơn vị tiềm năng sau khoảng thời gian gián đoạn do dịch COVID-19, qua đó góp phần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.